Gần đây thì biết là giữa cái cánh đồng này, là có một cái ngôi nhà hiện tại là họ đang cất, nhưng mà cất lâu rồi, mấy năm rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ một móng cái móng không à, thì nghe người ta bảo là có hỏi nha. Ngay chỗ cái cây đó, cái đống trắng trắng là đống cát. Chơi giữa đêm ruộng luôn. Thì người ta bảo là cái móng đó là xây cũng lâu rồi, mấy năm rồi nhau á. Lý do gì họ xây giữa ruộng, nhưng mà cũng không hiểu lý do gì mà họ không xây ngoài. Hiểu lý do gì mà họ cất rồi, nhưng mà giờ họ không cất nữa. Cái này bờ ruộng không à, đi kiểu gì đây, ruộng nước không. Cái giếng nè, đây lỗ này là giếng nè, đống cát vẫn còn. Mà xây cũng lâu rồi, nhưng ta bảo là mấy năm rồi còn đé luôn, để cát vẫn còn luôn. Đây, móng nhà đây. Họ xây như thế này rồi mà họ bỏ, họ không xây nữa. Giữa ruộng luôn. Nhưng mà khi xây xong rồi không biết đi cái nào đây. Đé vẫn còn. Cát thì cũng vẫn còn. Xây được mấy lớp? Hiện tại là được 3 lớp, chắc ở dưới là một lớp nữa. Do gì mà họ đi họ cắt đầu.
Kiều Hoa nói á, là lúc trước là có đứa con gái tự tử luôn đó. Nhưng mà chỗ đó là có một cái hồ sâu đó. Chỗ đó có hồ. Lúc đó họ làm ruộng vậy. Đóng két nè con. Xây tới đây rồi họ không xây nữa. Cái này là gì, lý do gì mà họ không làm họ. Không hiểu sao không. Còn quán con bé đâu. Ây da. Ui da, ui da. Xây rồi không biết là đi kiểu vậy đấy. Đóng két quá ngon quen. Thì Kiệt thấy lẹ nên là Thì Kiệt sẽ quay lại anh chị em xem. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe. Giếng này, giếng họ múc đó. Họ chứa nước. Họ mấy nước lên họ làm cho. Móng nhè giữa ruộng. Đây toàn ruộng không à. Đây toàn ruộng không. Nhưng mà cũng tài nhờ họ cắt được. Đó họ đi cho cái này. Chắc là lúc nước cạn rồi hay là khô rồi là làm được chứ. Giờ nước như thế này sao làm.